Đây nãy giờ dính được bao nhiêu con chị? Chú chỉ có thông cảm do con nha, tại vì cái màn hình hơi đen. Đó, cô chú anh chị thấy nha. Okay. Ngồi trong cái vào đó. Quay cái không? Ấn zoom nữa nè. Con nữa nha cô chú anh chị. Nè. Woo! Dễ hoài. Mọi tiếp nghe cái chân chị. Nhà bà ngoại mình là người ta trồng dưa hấu nguyên vàng luôn. Con kịt trồng lúa. Có người ta mần ở ngoài rồi nói ra. Thấy không? Con tắt. Hôm nay mình có đi theo con trai của mình đặng quay cho con trai mình nghe mọi người, chứ không phải mình con trai mình đi đâu, tại vì sông nước mình không dám cho đi một mình. Mọi người xem nhớ cho con trai mình một like thả tim nha. Nãy giờ câu được mấy con cá rô luôn, bự bự không à. Cá nó cũng đang ghẻ nữa. Chú anh chị nhớ cho một like, một chia sẻ, một đăng ký nha. Con chú anh chị. Này người ta này, làm dưa hấu nè. Dưa hấu nè, rồi bên đây là lúa nè. Sao con để thùng xác quá hả? Móc lưỡi thẳng lưỡi. Con để thùng nhắc cái này bỏ vô cho nó cá nó đừng nhảy. Dính một con đi nha cô chú anh chị, mà con này quá tà hé, tại sao nó lại mini. Ê con được cá. Bây giờ vô nghỉ mệt, giờ chưa ra câu nữa nha. 10. Một tí nãy giờ câu được mớ cá rô non nữa rồi. Đây nha. Đây, mồi. Cho thả thằng kia. Cá mình quăng hết rồi. Câu này cũng được hả? Sao đó. Cái gì đó, mọi người. Đó. Rồi. Chưa chừng dướng vô lưới á. Coi cục mồi lại coi. Ra bây giờ. Móc cục mồi gọn lại.
nó 64 hả? Ừ. Kìa kìa kìa. Ồ, dính nè mọi người. Đây là con Rona. Chưa thấy cá rồi đó. Dán tư cá vô, dán tư luôn mọi người. Cái này chiên xù ha. Giờ cá nó ăn là cá mang cá kia là nó thèm rồi đó. Ừ. Đó, dính luôn, dính nữa mọi người ơi, dính nữa rồi. Rồi con này nhỏ các bạn thấy. Nhưng mà kệ đi, ngon rồi được rồi. Ừ. Đây, con chân bóp luôn. Ngon quá. Wow. Ăn cá luôn mọi người. Rô non vậy ăn mới ngon. Đó, ăn nhanh lắm hả mà. Ừ. Thả xuống một chút là ăn liền. Đó. Ồ, dính nữa rồi mọi người. Ghê chưa? Đây. Ừ, con cá. Đôi nước rửa rồi. Cá đang gị kìa mọi người. Dứt. Ồ, dính nữa rồi. Ồ. Ủa, chùng, ủa, chùng nãy giờ câu không mất mấy con. Ừ. Đó, con cá đây. Ươm luôn, trắng bóc luôn. Đây. Ừ, này cá này. Con hôm mình làm hình nền mẹ ơi. Đó, dính nữa rồi mọi người ơi. Ồ, tí này trúng mánh cá rô thiệt chứ. Con này không nuốt rồi. Ừ. Ê. Quá nuốt rồi con trùng. Nhiều lắm mọi người ơi. Ừ, trời ơi. Đây nó trùng chút xíu vậy mà câu. Thấy một tí đã không tí. Có. Quá trời tí. Giật tí. Nhưng mà nó dữ. Nó dính nghe không? Đồ ngon. Ừ. Nó nhấp nhấp nè, nó nuốt con trùng rồi nè. Cái thùng nó tí. Thùng bên đó đấy. Cái thùng bên đây hả? Đây, dính một con nữa nha mọi người. Yes! Dứt. Dứt. Dính nữa rồi. Mình đi câu nó không ăn đâu. Chấm vậy nữa. Còn con trùng luôn á, con khỏi móc, con bỏ ra. Cái gì con? Quay mặt quên bỏ đi. Ừ. Gì hả? Đó, mất bao người chỗ. Ồ, cá rô nữa. Hôm nay là trúng mánh cá rô non rồi. Hử? Con trùng á. Hành trình cho cá rô non. Chết con trùng kìa. Chết kìa. Mẹ ơi. Rồi. Rồi. Chết rồi. Ba sợ con trùng. Để em gỡ dính luôn rồi kìa. Đi giữ nhẹ thôi. Giữ nhẹ thôi. Con trùng.
trời trời, kiểu này đây tới chiều đầy không. Đó đó đó. Con trùng không? Con. Mới dính tí sợ ruột ở mấy anh bờ tí chụp ngâm người. Đó. Anh nói gì vậy? Nó cá nó bị nữa rồi mọi người. Ồ dính nữa. Trời đất ơi, đã dở nhẹ đó. Theo là dính rồi. Con trùng tí con bắt nó đi. Một con trùng câu tám được làm nha. Tí ra có một bữa ăn ngon làm. Ừ, đó, đó. Rồi rồi rồi. Trời ơi trời trời. Tí rồi mà ba báo nữa tí rồi. Con đứng đó. Ừ. Kìa kìa. Ồ, đưa xích vô. Giật nhẹ nhẹ ha, giật. Mà giật mạnh quá nó mới bị ấy mép á. Giật quá nó văng cái mép đâu. Hết trùng rồi. Thôi đi qua chỗ kia đi. Thôi, không. Đây câu dính ngon rồi con. Đi giới thiệu tí, đây giới thiệu tí. Nó vậy đi. Nhớ chú Hòa, à, chú Hòa báo coi dầm, nhớ dầm mà báo. Nó hay không? Kêu giật thì giật đi mà không giật, lâu lâu dính con một giật. Trời ơi, con nước rửa luôn. Mở ba rồi thiệt tình. Không giật. Ê, 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 chừng té con. Ôi ôi, hên quá lên tới bờ ruột. Trong thời gian này mình có thể câu thêm được con. Mở ba tranh thủ được câu lúc nào hay lúc đó. Hết ngồi về phía không thấy nó đụng chạm gì hết tí. Rồi, bon rồi. Còn không? Nó tí nhìn đi thấy biết bà ngoại là bà nào không? Bà này đi vô đó. Bà nào đâu? Bà đi trước đi xa hay đi giữa? À đi giữa. Phải không? Đi chiều. Cuối. Đi cuối đúng rồi. Đúng rồi đó. Bà ngoại đen nhất rồi. Nhìn ai vô ngoại là ai đen nhất là bà ngoại đó. Đó đó. Ủa, nó ghé bự ghê tí. Cô trùng gót chứ xong có tí. Mặt nha. Nè quay chờ tí. Con trùng nó nhậm trống á nha. Đừng 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 để gửi cho con trùng con nè. Ê cô trùng đạp giờ nó đó. Con trùng. Ở kìa cái tốt con. Đây là cái gì giới thiệu con. Cái gì? Nó nói đi. Nè con dòm đây nè con nói đi. Đây là cái bông vi nha mọi người. Nó có loại cá. Này nó câu 1 kg mấy nha. Thành quả bữa nay của Khoa đó. Để sống rồi cho nó đem nhỏ luôn đi. Nay Khoa đi được nhiêu đó đó nha mọi người. Con trai mình đó, nó đi câu á mọi người. Mọi người thấy ở đây con mình nó đi câu nè. Thì mù gỗ luôn bữa nay. Wow. Đi câu với đó được. Mình chỉ đi một mình chỉ đi đi làm ở nhà nó đi câu mình nó một lỗ cá khủng khiếp. Mình giờ mình về mình nấy mình luôn á. Nhưng mà bữa nay tới cái công đoạn sau mình là cô gái mình nó sẽ làm một cái món cá rô chiên giòn nha các bạn. Chào cô chú đi con. Nó mắc cỡ lắm các bạn ơi. Nó làm món cái rô chiên giòn cho mọi người coi nha, mọi người xem nha. Thấy mọi người thấy hay thì đăng ký kênh cho cha con nha. Cái này ở nhà chưa. Mấy lần em phải bắt coi cả nhà mình coi cái con mình kìa, nó lấy cái nồi dẻ mà nó sợ văng mà nó lấy đồ dẻ nó che lại luôn vậy đó, thấy không? Đây che vậy hồi dầu nó bắn thẳng mắt ra sao đây. mình tập cho con mình nó làm á cả nhà, tập cho con mình nó làm chứ không phải là mình bắt nó phải làm, tập cho nó làm cho nó biết, trải nghiệm cho nó biết á. À, con cá này con phải chở cho nó ngay lại nè. Cho nó ngay lại con cá nó sẽ ngay lại. Đó, thấy không?
nay mình thì mình mất đi làm á, mình không có thời gian mà mình đi câu với con mình. Cá này nè, nó nằm ở câu ở trong ruộng cả nhà. Bỏ cái nồi lau đi con, dơ quá, giờ mình thấy nó dơ quá. Để mà dặn lửa nhỏ xuống thì nó đâu có dặn đâu. Ủa hết chỗ vậy? Cá này mới kho ăn nha bà. Thì bây giờ mình chiên đi rồi. Cái bữa cơm của gia đình mình rồi nè cả nhà. Xong chín, cuối cùng cũng đã chín cái cơm của mình. Bữa nay là cá này của con trai mình nó đi câu á nha cả nhà. Hôm nay nó đi câu cái này. Bữa nay mình làm món chiên giòn. Ở đây là dưa mắm, đây là dưa leo, nhưng mà dưa leo thì chỉ có mình ăn ha. Với bà xã mình ăn à, còn con mình thì nó không ăn dưa leo. Mà cá này có xương nha cả nhà. Cho nên ăn khéo khéo nha con. Rồi chưa? Mẹ ăn cơm, còn ăn mẹ ăn cơm. Rồi ăn cầm đũa đi con. Mời cả nhà ăn chung với gia đình mình nha. Mời cô chú ăn nè tí. Mời bé Trâm mời cô chú ăn nè con. Trời ơi, coi kìa, mời không nhiệt tình. Cả nhà thông cảm nha, con mình nó cũng chưa có quen lắm. Mời các bạn ăn với gia đình mình nha. Gia đình mình chỉ đơn giản vậy thôi cả nhà. Cho nên cả nhà mà có xem video của cha con mình thì để lại một đăng ký kênh, một like, một lượt chia sẻ cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều, cảm ơn cô chú đi con. Cảm ơn chú. Bye bye cô chú.